Sư Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Đức Bồ Tát Đại Bi Quán Thế Âm. Con kính chào má, con kính chào chư vị tiền hữu tri thức. A Di Đà Phật, hôm nay là ngày 17 tháng 11 2019. Đây là chương trình Lá Thư Tây Phương kính gửi má chủ nhật hàng tuần. Kính thưa má, má có khỏe không? Con nguyện má vẫn khỏe và tinh tấn niệm Phật. A Di Đà Phật. Trong khi hướng dẫn pháp môn tu tập cho má thì có Phật tử hỏi con là: con thấy giáo lý của Đức Phật Thích Ca dạy về tứ thánh đế, và trong tứ thánh đế cái cốt lõi tu hành là Bát Thánh Đạo, mà trong cái cốt lõi tu hành Bát Thánh Đạo thì giới định tuệ là nền tảng. Trên cái giới định tuệ thì tu thiền là cách mà Đức Phật đã tu và cách mà đệ tử của Ngài đã tu, chứ không phải niệm Phật. Thầy dạy cho mẹ thầy cách niệm Phật như vậy có phải là nó chưa đúng với giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay không? Cảm ơn câu hỏi của người đó như là Phật tử. Và nhân cơ hội này thì con muốn chia sẻ với má những gì cũng chia sẻ và hướng dẫn má tu tập và Phật tử tu theo pháp môn A Di Đà Phật cầu vãng sinh Tây Phương để có được cái chánh kiến mà có niềm tin kiên cố hơn. Thì thế nào là pháp môn A Di Đà Phật cầu vãng sinh Tây Phương một kiếp người? Nó phải đủ 3 điều kiện. Muốn vãng sanh là phải có cái passport. Lên đó không có visa, tức là không có trở về nữa, nhưng mà phải gấp passport. Passport là cái gì? Là điều kiện để được về cực lạc. Điều kiện đó gồm 3 thứ: tín, nguyện và hạnh. Tín là niềm tin, nguyện tức là phải nguyện về đó. Chứ còn có phước mà không nguyện về đó sẽ sinh thiên, hưởng xong rồi đầu thai cho cõi người tiếp hoặc là cõi thấp hơn nữa. Hạnh tức là phải thực tập. Tính là tính cái gì? Nó có 3 điều tính. Tính cái lời của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nói là có cõi Tây Phương, có Đức Phật A Di Đà và có thể vãng sanh nếu thực tập theo cái phương pháp của Ngài dạy. Không lẽ lời của Phật nói mà là tà vậy? Đức Phật á không có nói dối Ba La Mật, và Ngài đã thành tựu Ba La Mật và Ngài đã thành Phật. Dĩ nhiên kinh của Ngài dạy là không có dối được. Cái tin thứ hai là kinh ở Tây Phương Cực Lạc có Đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp và chư Bồ Tát đang hướng dẫn tu tập ở đó. Tin thứ ba là tin tự mình có cái bản lĩnh, mình có cái sự thực tập và mình có cái sự chuyển hóa nhất định bằng cái pháp môn A Di Đà Phật hoặc bất kỳ pháp môn nào, bằng bất kỳ cách thức nào mà mình chuyển hóa tham sân si của mình. Mình làm phước, mình tu định, mình phát triển tuệ, mình bố thí, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, giúp đỡ và sống hài hòa một cuộc đời tu hành. Thì dĩ nhiên mình làm cái gì thì nó sinh ra cái công đức. Nó giống như là mình đi làm việc thì nó có lương hướng vậy đó. Mà cái lương của mình bỏ đâu? À, mình bỏ lên Tây Phương, mình bỏ vô ngân hàng Tây Phương. Có nghĩa là vấn đề của mình là mình tu bất kỳ cái gì mà nó chân chính thì mình hồi hướng lên trên Tây Phương. Thì đó, thì vẫn được. Thì phải có 3 cái điều kiện tính nguyện hạnh đó, như là passport để vãng sanh. Thì cái tính nguyện hạnh này nó như thế nào? Nó có phải là cách tu mà nó lạc, nó sai với cái phương pháp mà Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã dạy hay không? Dạ, kính thưa là hoàn toàn không. Nếu mà so sánh Bát Thánh Đạo với pháp môn A Di Đà Phật á, người ta nói là bạn đừng có đi theo số đông mà hãy đi theo con đường chân chính. Là người ta nói Bát Thánh Đạo là con đường chân chính, còn A Di Đà Phật pháp môn tu tập cầu vãng sanh một đời á là theo số đông. Người ta không hàm ý nó sai một cách trực tiếp, nhưng ta nói là theo số đông chưa chắc là đúng. Kính thưa má, phải có cái chánh kiến ở chỗ này. Nếu không thì nghe đông nghe tây, bằng vô bằng ra, nghe thầy này thầy nọ nói, tâm mình sẽ không có cái niềm tin kiên cố được. Mà cái điều kiện thứ nhất là niềm tin không kiên cố là không vãng sanh. Chỉ cần cái lúc mà sắp mất á, hoặc là mình đang niệm Phật mà mình nghe người khác giảng là pháp môn A Di Đà Phật là phương tiện, không có thế giới cực lạc thật, cái tâm mình nó sao động, và cái lúc mình ra đi mà cái tâm nó không tin làm sao mình đi được. Nhưng mà cái niềm tin là phải kiên cố. Là để có niềm tin kiên cố, kính thưa má, lời của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca dạy Bát Chánh Đạo là trung tâm của sự tu tập của Phật giáo là chính xác. Nhưng mà trong cái trung tâm đó là giới định tuệ, rút ngắn gọn lại. Và trong giới định tuệ đó, cái tuệ là cái kết quả, mà là cái thực sự mình cần. Cái mình có thể tu đó là giữ giới và tu định. Mà cái tu định á, ví dụ như là mình đạt được 4 cái tầng thiền á, cũng là kết quả sau khi mà cái tâm của mình ít nhất là được nhất tâm bất loạn. Thì nhất tâm bất loạn ở trong pháp môn A Di Đà Phật là cái yêu cầu
cần thiết nhất có thể, phải làm thì mới được vãng sanh. Và trên những cái phẩm trung và thượng, cái điều kiện để được vãng sanh Tây Phương là gì? Trong kinh A Di Đà dạy là phải được nhất tâm bất loạn. Từ 1 đến 7 ngày mà niệm liên tục thì sẽ được nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là cái tâm mình không có loạn ra ngoài một cái câu A Di Đà Phật ở trong tâm niệm miết. Niệm miết mà không phải mình niệm cứ ngồi niệm giống như là chờ chết, mà với một cái định tâm ở trên một cái niệm nhất định thôi. Không phải là những cái si tư không mời mà cứ nó đến miết trong lòng mình. Có phải mình ăn mình cũng nghĩ, mình đi mình cũng nghĩ, mình ngồi mình cũng nghĩ, mình ngủ mình cũng mơ. Như vậy là mình loạn tâm chứ không phải là định tâm. Nhưng mình loạn tâm thì tâm nó dẫn mình đi, còn mình định tâm thì mình dẫn cái tâm mình đi. Cái tay là của con thì con muốn dùng theo ý của con là chuyện bình thường, nhưng mà con ngồi đây nó muốn lưỡi như thế này thì loài khỉ chưa tiến hóa hết. Cái tâm cũng vậy, dĩ nhiên là cái tâm mình nó định thì đó mới là tâm của mình. Mình tâm mình nó loạn, đó là nghiệp đang dẫn mình đi. Như vậy thì nhiều cách tu lắm. Có thể là lấy cái hơi thở vào ra thành 16 hơi thở, thành bài kinh Anapanasati trong Phật dạy, của Phật dạy. Tức là bát chánh đạo là lối sống, trong cái lối sống nó giữ giới là đầu tiên, chánh kiến, chánh nghiệp, chánh mạng và chánh ngữ. Ba cái chánh đó là thuộc về thân và thuộc về khẩu, thì đó là thuộc về giới. Thì cái người nào phải thành tựu giới rồi mới tu thiền được, tức là bắt đầu mới ngồi xuống, hoặc là mới ứng dụng chánh niệm, hoặc là thở một cách có chánh niệm ở trong 16 hơi thở mà Phật dạy được, thì bắt đầu đi vào cái pháp môn sâu hơn rồi đó. Tức là giữ giới là sao? Bỏ ác và làm thiện. Rồi bắt đầu mới thanh tịnh tâm, đó là bước thứ ba. Toàn bộ giáo lý nhà Phật không ngoài ba cái câu này: đừng có làm ác và làm thiện. Bỏ tất cả việc ác và làm tất cả việc thiện. Làm được hai cái bước này rồi thì bắt đầu thanh tịnh tâm mới được, tức là bắt đầu mới tu thiền. Thì niệm Phật cũng là thiền, mà thiền cũng là niệm Phật. Thiền thì tâm nó tịnh, mà niệm Phật thì mình mới có thiền. Hoặc là mình niệm Phật là một trong những cái cách thức để tâm mình nó định, nhất là nhất tâm bất loạn. Vậy cho nên lấy bát chánh đạo mà so sánh với pháp môn A Di Đà Phật, là lấy cái lối sống bao gồm giới định tuệ mà so sánh với cái pháp môn tu để cái tâm mình định sau khi mình thành tựu giới rồi, là cái sự so sánh nó là biết cái người đó chưa có hiểu được cái bát chánh đạo đang nói cái gì. Tu bát chánh đạo là phải giữ giới, phải thân khẩu cho nó thanh tịnh. Rồi bắt đầu mình bắt đầu tu thiền thì ngồi xuống có phải là hơi thở vào ra không? Là có phải quán thân thọ tâm pháp không? Nó đi vào cái đề mục rất là cụ thể rồi đó. Tức là thành tựu giới rồi, bắt đầu mới tu thiền để thành tựu định. Thì cái câu A Di Đà Phật mình niệm miết là cái người đó cũng tương tự thành tựu giới rồi. Bây giờ lấy câu A Di Đà Phật thay vì là lấy cái hơi thở, thì câu A Di Đà Phật như là một đề mục để mình thay thế để tâm mình định. Rồi cái mục đích của mình là hướng tới nhất tâm bất loạn. Còn cái chuyện vãng sanh là sau đó của cái việc nhất tâm bất loạn trên câu A Di Đà Phật rồi. Thì điều này rất là rõ ràng. Cho nên không có phải nghi ngờ rằng pháp môn A Di Đà Phật là nó không đúng với Phật giáo nguyên thủy hay lời Phật dạy của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nó hoàn toàn đúng, nó không có gì sai cả. Có điều duyên của mỗi người. Nếu người nào mà có niềm tin rất mạnh vào cái pháp môn A Di Đà Phật bởi vì mình đã từng thực tập như vậy ở nhiều kiếp trước, thì kiếp này xuôi chèo mát mái thực tập luôn tới, không có phải đứng đông sang tây nhìn núi này trong núi nọ, pháp môn này pháp môn kia, cái gì thì một thứ thôi, đừng có thay đổi hướng, thì nhất định là sẽ thành tựu. Có người mặc dù là mình biết là bát chánh đạo, mặc dù mình biết là Đức Phật dạy hơi thở đó, nhưng mà ngồi xuống 2 phút thôi là tâm mình ra khỏi hơi thở liền. Tại sao mình không định đến hơi thở, mặc dù mình biết chắc đó là lời của Phật dạy? Nếu như có người nào mà họ nói bát chánh đạo là con đường chắc chắn, và họ nói ngồi xuống thở theo cách Phật dạy là chắc chắn là con đường chân chính, nhưng mà họ ngồi xuống họ làm được không? Như vậy là biết chắc chắn, nhưng mà cái ba la mật, tức là cái cách mà mình tu hành ở nhiều kiếp trước cũng như là đến kiếp này, mình chưa thực tập. Mặc dù mình biết là bằng cái lý luận và cái logic của mình nhận định đó, theo triết học, theo lịch sử học, theo ngôn ngữ học, theo khoa học, nhiều cách để mình lý luận à đây là chân lý, nhưng mà mình chưa có tu tập gì hết trơn. Tức là cái người đó theo cái lý nhập chứ không phải theo cái hành nhập. Thì cái người mà theo cái hành nhập, tức là họ lấy niềm tin bằng nhiều kiếp, họ đã quân tập cái ba la mật rồi, kiếp này họ không có biết gì nhiều hết, nhưng mà ngồi xuống cái tâm họ định bước và nhất tâm bất loạn, không có khó. Nhưng có người có thể biết được đó là chân lý, phân biệt được đâu là sự thật, nhưng mà ngồi xuống loạn tâm chạy lung tung hết. Như vậy thì cái biết của mình đó là cái biết trở thành sở tri chướng,
tức là cái chướng ngại do cái tri cái biết của mình nó thành cái tôi sở hữu của bản thân mình, nó chướng ngại cái việc tiến triển tâm linh, tức là định cái tâm trước. Đó. Như vậy thì khi niệm Phật hãy tin chắc rằng đây là con đường đúng và chân chánh. Phật đã dạy trong kinh Đại Thừa biết bao, và chư tổ những vị đã đạt được cái việc vãng sanh Tây Phương, chư vị Bồ Tát cũng khuyến khích mình tu tập. Và bây giờ mình chỉ việc hành trì cho tha thiết thôi. Còn những con người mà họ nói mình nghe thầy này, thầy kia, pháp môn này, pháp môn nọ, thì thuốc không thể là một loại trị cho tất cả trăm bệnh, và mình phải tùy bệnh mà bốc thuốc. Cho nên ai đó họ nói pháp môn này, họ nói pháp môn kia, cái nào đúng cái nói sai, chuyện đó bình thường, bởi vì theo họ không sai. Theo họ nói như vậy thì nó không sai, đúng rồi, họ chỉ nói những gì mà họ nghĩ nó đúng. Và mình đi cãi với họ là mình sai trước. Và bởi vì mình cãi với một ai đó là chứng tỏ mình cho mình đúng và họ, mình cho họ sai. Cho nên chuyện của mình là hãy nhất tâm vào pháp môn của mình hành trì. Việc của ở nhà mình biết, việc của người biết. Khi mình niệm Phật thì đừng có quan tâm những cái chuyện xấu của người, chỉ thấy cái hay cái tốt. Hãy nhìn mọi người đừng giống như phàm phu, mà hãy coi họ giống như Phật, như Bồ Tát. Tất cả cái tâm mình hạ hết mức xuống có thể để mình cung kính, thì đó là nó sinh phước. Một trong 10 cái loại phước mình có thể sinh được do cái việc mình niệm Phật, thì tất cả mọi người đều là Phật. Do tâm mình là Phật thì mình thấy Phật. Còn nếu như mình niệm Phật mà mình thấy toàn cái hay, cái xấu, cái tệ của người, là trong tâm mình toàn xấu, tệ, dở, miệng thì niệm Phật mà tâm thì niệm ma, tâm mà ma thì mình thấy bên ngoài là ma hiện tướng. Như vậy Phật hay ma không phải là bên ngoài kia, mà do tâm của mình trước. Như vậy hãy làm cho tâm mình thành Phật, thay vì mình đi dẹp ma bên ngoài. Và đừng có để ma bên ngoài nó chui vô tâm mình ở, thì trước mình phải để Phật trong lòng mình ở trước. Kính thưa má và chư vị thiền hữu tri thức, có những lời chia sẻ để mình con sắp tấn bản thân con, và cố gắng má thực tập cho miên mật, và con mong má có niềm vui và kiên cố trong cái tâm của mình, trong cái phong A Di Đà Phật này, để một đời được vãng sanh. Và nếu mà biết trước được ngày mình ra đi thì chắc chắn cái việc ra đi của mình sẽ độ được rất là nhiều người, khởi được cái tính tâm A Di Đà Phật kinh mát.